Xin chào tất cả các cô bác anh chị đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Cho phép Phương được giới thiệu, Phương tên là Phạm Thị Phương. Phương đến từ Bắc Giang và công việc hiện nay của Phương là kế toán. Đồng thời Phương cũng đang là nhà phân phối của công ty Amway. Đến với buổi Zoom ngày hôm nay và đứng trước cái tình hình diễn biến phức tạp của Covid hiện tại thì Phương muốn chia sẻ với mọi người một cái giải pháp để tăng cường sức đề kháng, giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn để phòng chống dịch. Thì sản phẩm mà hôm nay Phương muốn chia sẻ đó là vitamin C của Nutrilite. Như mọi người đã biết thì vitamin C là một loại vitamin tan trong môi trường nước và nó không cơ thể chúng ta không có thể sản xuất hay là tự tổng hợp được mà bắt buộc chúng ta phải bổ sung từ bên ngoài vào. Và chúng ta thường bổ sung từ những nguồn như nào ạ? Là chúng ta thường ăn những cam, chanh, quýt, bưởi đúng không ạ? Nhưng mà những loại quả này thì sau quá trình thu hái, vận chuyển cũng như là bảo quản thì cái hàm lượng vitamin C của nó đã bị hao hụt đi rất là nhiều. Và chia sẻ về vitamin C của Nutrilite thì Phương có ba cái nhất để chia sẻ với mọi người. Cái thứ nhất đó là ra đời sớm nhất từ năm 1934, đã hơn 80 năm tồn tại và phát triển rồi, nó cực kỳ uy tín và Phương hoàn toàn tin tưởng và yên tâm để lựa chọn sản phẩm này bổ sung hàng ngày cho bản thân cũng như gia đình. Cái nhất thứ hai nữa là Nutrilite là duy nhất có nông trại hữu cơ của riêng mình và được chứng nhận trên toàn cầu. Trong các nông trại hữu cơ ở đây thì người ta không dùng phân bón hóa học, chất kích thích hay thuốc trừ sâu mà người ta nuôi giun để làm tơi xốp đất, nuôi cừu để lấy phân hữu cơ cho đất, trồng các loại cây họ đậu để lấy khí nitơ cho đất và cho đất canh tác một mùa, sau đó lại cho đất đai nghỉ một mùa. Và Phương cảm thấy điều này rất là tuyệt vời. Sau đây thì Phương sẽ so sánh cho mọi người thấy cái sự khác biệt giữa việc bổ sung vitamin C từ chanh với việc bổ sung vitamin C từ Nutrilite. Ở đây Phương có hai chiếc cốc tượng trưng cho hai cơ thể và 70% cơ thể chúng ta là nước đúng không ạ? Phương sẽ cho đây vào đây nước. Đây là gạo tượng trưng cho các tế bào, cơ thể chúng ta được xây dựng từ hàng nghìn tỷ tế bào đúng không ạ? Còn đây là cồn iốt. Cồn iốt thì là một cái loại chất oxy hóa mạnh, nó tượng trưng cho các ô nhiễm môi trường, xăng xe, khói bụi mà hàng ngày chúng ta khi đi ra ngoài phải tiếp xúc, ăn thực phẩm có chất tăng trưởng tăng trọng, thịt cá tăng trưởng tăng trọng, rau thì có chất kích thích đúng không ạ? Sau khi tiếp xúc với các chất oxy hóa, những độc tố bên ngoài, tác hại bên ngoài thì hai cơ thể đã bị oxy hóa và nước đã chuyển sang màu thơm. Thì ở bên này, bên cơ thể bên này, Phương sẽ bổ sung cho một quả chanh. Và mọi người quan sát, sau khi được bổ sung một quả chanh thì cơ thể bên này nước nó đã sáng dần hơn đúng không ạ? Đã một phần độc tố đã được đào thải ra ngoài. Tuy nhiên thì nó không còn được quả mẹ như ban đầu và các tế bào ấy nó vẫn còn màu đen. Còn cơ thể bên này, Phương sẽ bổ sung vitamin C của Nutrilite. Mọi người quan sát xem nó có gì thay đổi không nhé. Một viên vitamin C của Nutrilite thì nó bao gồm là 250mg vitamin C và cộng thêm cho chúng ta là 35mg dưỡng chất thực vật. Bình thường Phương thấy là các sản phẩm vitamin C ở ngoài thị trường ấy, người ta sẽ dùng các gói chứa, cái túi chứa chất bảo quản, những cái túi hút ẩm ấy. Nhưng mà riêng vitamin C của Nutrilite thì lại dùng dưỡng chất thực vật được chiết xuất từ cùi, vỏ, cam, quýt để bảo vệ và bảo quản cái viên vitamin C này. Và đây là chính là một cái lợi điểm rất là nổi bật của vitamin C và Phương cảm thấy rất là an toàn. Ở đây Phương sẽ dùng 1/8 viên vitamin C đã được bẻ sẵn như này để cho vào cơ thể bên này. Do vitamin C nó là dạng viên nén nên là nó cần một chút thời gian để cơ thể hấp thu. Như mọi người đã biết là vitamin C ấy, nó có vai trò là đầu tiên thì kể đến là tăng sức đề kháng này, tái tạo collagen, làm đều màu da, nó có tác dụng là chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, nó tham gia vào việc hỗ trợ hấp thu các khoáng chất như là đặc biệt là sắt và canxi. Nó làm cho giúp cho tăng cái sức bền của thành mạch và nó có tác dụng là ngăn chặn các cái tình trạng tai biến cũng như đột quỵ từ
liên quan đến các vấn đề về tim mạch. Thì sau một chút thời gian chờ cơ thể bên này hấp thu thì chúng ta sẽ quan sát xem là cơ thể được bổ sung vitamin C của Nutrilite này như thế nào. Nước đã hoàn toàn sáng trở lại đúng không ạ? Và các tế bào, các hạt đạo thì nó đã trắng trở lại. Và vitamin C, viên vitamin 1/8 viên vitamin C nó vẫn chưa hề tan hết. Nhìn như thế chúng ta thấy là cái tác dụng của vitamin C của Nutrilite chống oxy hóa nó rất là hiệu quả đúng không ạ? Bình thường là khi mà chúng ta đã bổ sung của vitamin C của Nutrilite rồi, cơ thể của chúng ta đã khỏe mạnh rồi và chúng ta lại bắt đầu tiếp tục công việc, đi làm, đi ra ngoài, và chúng ta có những cuộc hẹn thì chúng ta lại bắt đầu tiếp xúc với các chất oxy hóa, các độc tố, ăn uống chất kích thích, rượu bia, rồi lại trưởng tăng trọng đúng không ạ? Thì chúng ta xem là hai cơ thể này sau khi đã được bổ sung vitamin C từ chanh và Nutrilite C của Nutrilite thì nó có gì còn có khả năng đào thải độc tố không? Thì mọi người nhìn thấy là cơ thể được bổ sung vitamin C từ chanh ý, thì cái khả năng chống oxy hóa của nó đã không còn nữa, và nước nó đã chuyển sang màu thâm đen và cơ thể này là đã bắt đầu mệt mỏi trở lại. Còn cơ thể được bổ sung vitamin C của Nutrilite thì nước vẫn sáng, rất là trong, khả năng chống oxy hóa vẫn rất là tốt, đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Và một cái điều rất là đặc biệt nữa mà Phương muốn chia sẻ và nhấn mạnh ở đây đó là những cái người mà bị đau dạ dày thì liệu có dùng được vitamin C hay không? Thì sau đây mọi người sẽ quan sát, ở đây Phương có quý tím. Mọi người thấy là quý tím là một cái loại giấy để mà kiểm tra cái độ pH. Thì nếu mà quý tím chuyển sang màu đỏ thì nó là môi trường axit, chuyển sang màu xanh nó là môi trường kiềm bazơ, nếu mà không đổi màu thì là trung tín an toàn. Thì Phương sẽ cho quý tím vào trong hai cơ thể này, mọi người quan sát xem là mọi người quan sát nhá, thì mọi người thấy thế nào? Quý tím ở bên cơ thể được bổ sung chanh ấy nó đã chuyển sang màu đỏ, chúng ta là cơ thể của chúng ta đã biến thành cơ thể là môi trường axit sau khi được bổ sung chanh, và nếu mà bổ sung lâu ngày thì nó sẽ rất có hại với dạ dày. Còn đối với vitamin C của Nutrilite thì quý tím không đổi màu, như vậy là nó trung tính và rất an toàn, và hoàn toàn những người đau dạ dày có thể bổ sung vitamin C từ Nutrilite. Tại vì là những người đau dạ dày thì thường là sẽ thiếu hụt lượng vitamin C rất là nhiều. Đối với cái tình hình diễn biến Covid hiện nay ấy, thì cái sự lây lan nó đang rất là nhanh và chóng mặt. Thì bây giờ Phương sẽ cho mọi người thấy là cái cơ thể bổ sung vitamin C của Nutrilite nó có khả năng miễn dịch và với các mầm mống của từ các đối tượng mà đang có mầm mống Covid hay không nhé, và những cái người mà có bị lây nhiễm bệnh hay là còn cúm từ những người mà đang ốm không nhé. Thì Phương sẽ đổ cái cốc nước mà cơ thể bị ốm này sang đây, sang cơ thể được dùng vitamin C của Nutrilite. Mọi người quan sát. Nước của cơ thể bị ốm này đúng không ạ? Sang cơ thể bên được bổ sung vitamin C của Nutrilite đã hoàn toàn sáng lại đúng không ạ? Chứng tỏ là cơ thể được bổ sung vitamin C Nutrilite hàng ngày nó có sức đề kháng và cái sự miễn dịch rất là cao đúng không ạ? Và cực kỳ hiệu quả. Sản phẩm thì rất là tốt đúng không ạ? Và Phương tin chắc là đã có rất nhiều anh chị là muốn tìm hiểu thêm và sẽ lựa chọn sản phẩm vitamin C của Nutrilite để bổ sung cho cả nhà. Thì bây giờ cái vấn đề nữa mà chúng ta cực kỳ quan tâm đó là giá đúng không ạ? Thì một viên vitamin C này của Nutrilite nó có hàm lượng tương đương với 8 quả chanh, một quả bưởi, và nhưng mà giá thì lại cực kỳ hợp lý. Giá của nó chưa đến 5.000 đồng nữa, chưa cả bằng một vé gửi xe. Nếu mà chúng ta lựa chọn bổ sung chanh thì một ngày chúng ta bổ sung 8 quả, một quả trung bình 1.000 một quả là sẽ tổng là 8.000 một quả. Chanh bưởi một quả một ngày chúng ta mua rẻ ở chợ cũng là 20.000,
hoặc là một cân cam thì nó cũng giá dao động 30 đến 40 nghìn, chi phí để bổ sung vitamin C là rất là đắt đỏ đúng không ạ? Mà một lúc chúng ta cũng không có khả năng bổ sung bằng đấy cam quýt, cam chanh được đúng không ạ? Thì việc bổ sung một viên vitamin C này hàng ngày thì Phương cảm thấy nó rất là tiện lợi và đem lại cái hiệu quả rất là cao. Thông qua cái việc mà sử dụng vitamin C của Phương và gia đình hơn 2 năm nay thì Phương thấy là cái tình hình sức khỏe của Phương và gia đình đã được cải thiện rất là tốt, và không mọi người trong gia đình đều không có cái hiện tượng là cảm cúm hay là phải uống thuốc cảm cúm cũng như là dùng kháng sinh nữa. Đặc biệt là cái vấn đề chảy máu chân răng của Phương mỗi khi mà đánh răng ấy, thì hiện tại đến bây giờ nó hoàn toàn biến mất, và Phương cảm thấy rất là yêu quý cái sản phẩm vitamin C này. Hy vọng cái phần chia sẻ của Phương ngày hôm nay đã có giúp anh chị có thêm phần nào tin tưởng vào công ty, có niềm tin vào công ty hơn và hiểu về cái sản phẩm để có thể là đưa ra cho mình một cái lựa chọn sử dụng sản phẩm tốt nhất cho bản thân và gia đình. Phần chia sẻ của Phương đến đây là kết thúc. Cảm ơn các cô anh chị đã lắng nghe phần chia sẻ của Phương, và chúc các anh chị có một sức khỏe thật tốt để phòng chống dịch, và mong rằng dịch sẽ sớm qua đúng không ạ? Xin hẹn gặp lại các anh chị ở phần chia sẻ lần sau.